cá nhân tôi có sử dụng và dùng nhiều năm nay rồi, khá là ổn. Vâng. Nhưng mà tôi dùng cái sản phẩm của Nhật Bản và họ dùng cái họ tách được cái tinh bột kháng riêng ra. Dạ. Và họ dùng cái bao bao thành viên rất nhỏ, viên li ti để thoát khỏi để nó thoát khỏi dạ dày và đi thẳng vào đại tràng. Đến đại tràng nó mới tan ra. Dạ vâng, em hiểu ạ. Thì đấy là một cách đơn giản, chỉ có yêu cầu là uống không lúc không quá no, không quá đói. Dạ. Và uống với nước lạnh, không được dùng nước nóng vì nó chết. Đang xem gì đấy? Đang xem giới thiệu men vi sinh Nhật Bản, sao phải xem? Đâu cũng thấy dùng thử men vi sinh Bifida của Nhật đi, cũng đang dùng thế này. Đâu xem nào? Đây. Ui, đẹp thế. Giới thiệu mày coi. Đấy. Và các bạn ơi, với Bifida mà Thanh đang cầm trên tay thì cũng là một sản phẩm men vi sinh đến từ đất nước Nhật Bản. Đây, mọi người có thể nhìn thấy nhá. Bên trong hộp thì nó sẽ là dạng gói như thế này. Đây ạ. Bây giờ thì mình sẽ đổ bên trong ra cho mọi người để mọi người có thể xem nhá. Đây sẽ là những viên nang có trong một gói Bifida nhé các bạn nhé. Mỗi viên nhỏ xíu như thế này thôi. Đây, mỗi viên nhỏ xíu như thế này thôi nhưng mà nó có võ lắm nhé. Với những viên màu vàng đậm này, đây mọi người đổ ra mình nhìn kỹ vào cái này, sẽ có những viên màu đậm và viên màu nhạt nhé. Với những viên mà có màu vàng đậm là những viên mà có chứa được cái lợi khuẩn Bifido. Và với những viên mà có màu vàng nhạt thì đây sẽ là những viên có chứa lợi khuẩn Lactobacillus. Còn những cái hạt màu trắng đây, những cái hạt màu trắng ở trong này đây thì đấy chính là chất xơ hòa tan này nhất. Với cái viên nang này thì nó được áp dụng cái công nghệ FMC giúp đưa lợi khuẩn sống đi qua được axit dạ dày vào tận ruột non và vào sâu đến tận đại tràng mới bắt đầu tan ra. Bằng cách này thì Bifida có thể hỗ trợ được nhanh chóng cho những người đang có vấn đề về đại tràng, rối loạn tiêu hóa, ruột kích thích. Nhờ sáng chế tuyệt vời trong công nghệ và công thức đã giúp Bifida trở thành men vi sinh bán chạy số 1 Nhật Bản suốt 28 năm liền. Đặc biệt với Bifida thì có thành phần là lợi khuẩn sống nên thực sự rất là an toàn và lành tính. Chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng Bifida hàng ngày để chăm sóc hệ tiêu hóa, bảo vệ đại tràng của bạn trước những cái hại khuẩn từ đồ ăn thức uống hàng ngày nhé. Bifida, men vi sinh bán chạy số 1 Nhật Bản. Bifida. Phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.